quý vị và các bạn, hôm nay thì Hiệp đang có mặt tại xã Liên Hiệp của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái đám cưới của người dân tộc Dao Đỏ. Hiện tại thì đây thì là đang làm cái lễ giải hạn cho cô dâu, vì là cái đám cưới này là sẽ lấy rể về, thì tí Việt sẽ quay cho toàn cảnh những cái phong tục tập quán của người dân tộc Dao Đỏ có cái gì. Việt sẽ quay lại, mời quý vị và các bạn cùng theo chân Việt. Đây cô dâu đang cắt lễ. Xong rồi. Bên con gái là xong. Cái phong tục này là sẽ ở rể, lấy rể về nên là rất là hay. Nó gần như kiểu mình phải đón dâu ấy. Thế nên mà đây là đón rể về ở lên là có cái gì như kiểu đón dâu của bên nhà dân tộc Dao sẽ giống như thế. Như vậy mọi người ạ, thì sẽ Việt sẽ quay qua cả thử. Thế bây giờ Việt sẽ vào bên trong để quay để cô dâu mặc trang phục và trang điểm cái khăn cực kỳ là lâu cầu kỳ mọi người ạ. Đây, cô dâu vừa trang điểm vừa cho con bú. Vâng mọi người ạ, đây thì bắt đầu chú rể đang bắt đầu từ chỗ trang điểm để đi vào nhà gái. Đây đang thì chú rể phải sẽ đội ô như một cô dâu mọi người nhé. Đây theo theo chân Việt cùng tìm hiểu nghi lễ người đám cưới người Dao lấy rể nó sẽ như thế nào nhá. Chú rể vào những đồ để đến nhà gái đây. Để thường thường cái ô thì sẽ có một cái khăn đỏ, cả nhà trai nhà gái đều có như nhau. Đây mọi người ạ, đây là sẽ các nhà phái đoàn nhà trai đến đi như một lễ đưa dâu. Đây sẽ là cúng ở đây. Nhờ mệt đấy nhở, không mệt không? Thôi say xe á, thế tí ăn rượu hết say thôi. Ăn xe tí chiều mình về hay mai mới về? Hôm nay ở lại đến mai mới về. Đấy. Các chị em trang phục Dao Đỏ hay còn gọi là Dao Tà Pan phải không nhỉ? Cái này vừa cái này bạc ấy nhỉ, đẹp thật đấy, trang phục đây. Chú giải sẽ vừa cắt cũng giải hạn ở cái một cái trước khi vào nhà là có sẽ làm một cái lán ở đây mọi người nhé. Có nơi thì sẽ làm lán dơ thì sẽ đốt lán này sẽ, thôi. Chắc là vừa hỏi thầy thì thầy bảo là không đốt thì nên làm lán bằng bạc cũng đây để giải hạn cho chú rể xong mới được vào trong. Đây là xin phép để làm lễ đấy mọi người. Đây sẽ là các thầy sẽ cúng ở ngoài kia
ăn và sẽ ăn ở kia. Chị em cứ tươi cười lên tí nhá, quay để cho vào hình ảnh. Ô đấy là tượng trưng là cái gì nhỉ anh nhỉ? Ô đấy là tượng trưng sự may mắn, hỉ, báo hỉ ấy nhỉ? Có người đang che cho và sau khi đến đây thì phải đổ ô. Mẹ sẽ nhà gái đây, nhà gái với nhà trai sẽ trao đổi ô ở đây nhá. Đấy, trao ô cho nhau. Đây là sẽ là trao nhanh. Đổi vào người che ô luôn. Đấy, đổi. Cầm vải đỏ đi. Ôi, nó vào thiếu bình đẳng nè. Ở đây mọi người nhá, thế chú rể sẽ đứng ở đây xong đợi tiếp thì mới được vào trong. Rất vâng, kính thưa các cụ, xác định nhà gái sẽ có những thành viên ra làm lễ tiếp đón phát đàm nhà trai theo phong tục tập quán của dân tộc Da Đỏ. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chúc lớp phái đoàn nhà gái làm lễ đón đoàn nhà trai. Nguyễn Thắng không qua khỏi chuyện thân hít thá sơ hồ xin cha được chép bảo quan. Xin cha được biệt sự tại dưới đào đảm bảo quốc vận trên thép mặt. Để rửa chân cho chú rể xong trước khi vào bên trong để làm lễ bãi đường. Đấy ạ. Đấy, rất là hay. Có lời sẽ đánh trống đổi kèn nhưng mà tại người giao ở đây thì nó hơi xa, từ Đức Xuân từ Xuân Vinh đến Liên Hiệp phải hơi xa, ở đây thì không tập trung nên là sẽ bỏ cái cắt bớt cái đánh trống đổi kèn đón phái đoàn nhà trai mọi người nhá. Cũng chuẩn bị sẽ đưa chú rể vào. Cái vừa được hỏi thì vừa được hỏi thầy thì chú rể hôm nay sẽ cái đôi này thì là sẽ không phải bãi đường. Còn cô dâu giờ hiện tại đang trốn trên rừng, sẽ về sau mọi người ạ. Theo cái phong tục thì Việt sẽ tìm hiểu và họ mọi người thôi. Còn, tí hỏi tại sao cô dâu phải trốn thì họ mọi người là tuổi không hợp nhau nên phải kiêng nên là không phải làm lễ bãi đường, thì Việt sẽ được đi vào cửa cùng chú rể sẽ vào trước, xong là Việt sẽ được vào cùng sau. Nếu mà làm lễ bãi đường thì Việt sẽ phải đi vòng, không được đi trước cửa này mọi người. Bước qua
天朝天天朝朝天天朝朝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 朝và các bà mô nhà ta phát triển kinh tế nhân sản xuất thì đó tôi sẽ làm mà chẳng chẳng sẽ kinh tế đó nhân đạo thì sẽ kinh tế đó tôi sẽ làm mà thế đó nhân sinh thế đây thì cũng được thì cũng được thì á đưa theo vô ta mà cha tiền tiền cha tiền cũng phải tiền đâu vô ta to nằm nhà khi ta như là đó em thì chỉ hồ mà cá na tôi sẽ sản xuất sản xuất thì phải làm tại nhất phát xuất tại nhân tại chính này vì đi về phát xuất diện tích diện đang tên kia phát xuất đó cửa phát xuất đó ta cũng phát xuất đó cứ dễ được cửa phát trang đó ta chỉ tham những chuyện gì kia trang á chuyện ta tổng tiền là chỉ cửa phát đó cửa kia ở cửa phát trang á của ta chỉ diễn ra từ một chủ gia đình nhân phụ người ta tổng tiền phát triển phát triển á phát triển tổng tiền cô dâu một lúc mới được về à? Vâng. Cô dâu một lúc nó mới được về, kiểu theo phong tục tập quán ấy, nó xem số vậy nó không được hợp lý lắm. Vâng, nó không được hợp lý lắm là nó phải chờ bây giờ chú rể vào nhà xong một lúc là nó mới vào mới về với chú rể được. Vâng. Và là kiêng, kiêng theo tuổi. Vâng, theo tuổi theo tháng, theo tuổi theo tháng thì mình xem số nó không hợp lý mình phải kiêng thời điểm đấy. Vâng. Tại sao là mình không chưa đấy đang bình thường là sẽ làm đến bãi đường là tuổi sẽ làm đến bãi đường là bởi vì cái bãi đường đấy là kiểu theo phong tục cũng phải làm kiểu, làm nhậm cho ma kiểu mỗi người họ khác bởi vì phải, bây giờ như ví dụ con rể nó là họ Phượng mình về đây là họ Phùng và bây giờ về đây phải bãi đường cho họ Phùng và mình nhậm ma vào mình và phải làm nhà trai sẽ đến vào trong nhà. Bây giờ mình mới được vào trong nhà ấy nhỉ? Để bắt đầu vào nhà. Nhà trai mới vào được xong nhà gái nhá. Em lại ở đấy là đây là phái đoàn nhà trai sẽ vào nhà gái đấy để ngồi nói chuyện và uống nước mọi người ạ. Vết bố mô nó viên đây.